trực tiếp chung kết The Face. Chung kết The Face 2018, 3 thí sinh bước vào phần thi thử thách kỳ quặc. Thưa quý vị và các bạn, hai thí sinh nữ Quỳnh Anh và Trâm Anh cùng Mạc Trung Kiên bước vào những phần thi đầu tiên của đêm chung kết The Face 2018. Thử thách thứ hai khá rắc rối và phức tạp khi top 3 phải thực hiện quay video tại chỗ, tái hiện lại những gì đã trải qua suốt 12 tập. Theo đó, họ phải tưởng tượng sàn khất gốc là thảm đỏ Seoul Face Week, phải biết cách tạo nên khoảnh khắc đặc biệt. Đây là thử thách lần đầu xuất hiện ở các phiên bản The Face trên thế giới. Mỗi thí sinh có 2 lần ghi hình, lần đầu có huấn luyện viên, lần sau thực hiện một mình. Đội của Minh Hằng thi đầu tiên, Trâm Anh xuất hiện với bộ cánh đính lông vũ cầu kỳ. Minh Hằng nhắc nhở học trò đi chậm, giao lưu và hướng về khán giả. Ngay cả bản thân Minh Hằng cũng tỏ ra hồi hộp qua giọng nói. Sau sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Trâm Anh đã có những tạo dáng tự tin sáng tạo hơn. Cô cũng khích quốc khá tốt, mạnh mẽ. Minh Hằng phạm lỗi khi vẫn nhắc thí sinh trong lúc thi. Trâm Anh dù chiều cao khiêm tốn nhưng lại cho thấy sự tự tin, bình tĩnh, khích quốc khá ấn tượng. Võ Hoàng Yến nhận xét Trâm Anh hiện đã có đủ khả năng để làm người mẫu. Nhận xét về phần thi của top 3, huấn luyện viên Thanh Hằng cho biết trong bụng rối bời vì lo cho Mạc Trung Kiên. Theo đánh giá của Thanh Hằng, các thí sinh đã thể hiện tốt, chứng minh xứng đáng có mặt trong top 3. Phần thi Final Work diễn ra ngay sau đó, top 3 catwalk trên nền nhạc sôi động. Quỳnh Anh, đội Võ Hoàng Yến có lợi thế về vóc dáng, gương mặt, high fashion. Tuy nhiên, có lẽ vì yếu tố tâm lý, cô sải bước không chắc chắn và bị dẫm chân vào tà váy. Với chiến thắng thử thách ở tập 12 cũng là tập phát sóng cuối cùng, Minh Hằng được xếp ở vị trí chính giữa khi ba huấn luyện viên xuất hiện cùng lúc. Trong chương trình, cả ba nảy sinh nhiều tranh cãi, mâu thuẫn. Song Hoàng Yến khẳng định điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ bên ngoài của họ. Huấn luyện viên Thanh Hằng chọn cách xuất hiện khác biệt và quyền lực hơn. Sau khi năm thí sinh thể hiện xong phần biểu diễn, cô mới bước ra từ cánh cửa chính giữa, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Thanh Hằng rạng rỡ trên sân khấu cùng chiến binh cuối cùng của tem Mạc Trung Kiên. Là thí sinh nam duy nhất trong top 3, Trung Kiên không được đánh giá cao bằng Quỳnh Anh và Trâm Anh. Song, anh khẳng định mình cố gắng 100% năng lượng ở đêm chung kết. Chương trình được bắt đầu bằng màn xuất hiện của tem Minh Hằng, kết hợp âm nhạc và catwalk. Các thí sinh nhún nhảy theo giai điệu ca khúc do Minh Hằng thể hiện. Trong đó, chiến binh cuối cùng Trâm Anh đứng ở vị trí giữa. Trước giờ lên sóng, Trâm Anh cô chia sẻ tự tin 70% chiến thắng. Ngay sau đó là sự đổ bộ của huấn luyện viên Võ Hoàng Yến và 5 thí sinh trên sàn catwalk. Quỳnh Anh đứng ở vị trí trung tâm, tiết mục vũ đạo của nhóm nhạc được dàn dựng với ý đồ. Quỳnh Anh lần lượt hạ gục từng thí sinh, trở thành ứng viên mạnh nhất của tem. Hoàng Yến còn mang hình ảnh quả đu đủ vốn gắn với đội của cô lên sân khấu. Chung kết cuộc thi The Face gương mặt người mẫu Việt Nam 2018 diễn ra vào tối nay 30 tháng 12 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.